Cảng Cà Ná, cảng cá lớn nhất của tỉnh Ninh Thuận. Trên bến, dưới thuyền luôn tấp nập. Theo người dân địa phương cho biết, mùa này biển bắt đầu rộ cá cơm. Các tàu cá khai thác ở vùng biển cách bờ khoảng 20 hải lý. Mỗi tàu cá có thể đánh bắt được từ 60 đến 300 giỏ cá, mỗi giỏ từ 17 đến 20 kg. Cá cơm được thương lái thu mua ngay tại cảng với giá từ 250 đến 320 ngàn đồng mỗi giỏ. Mấy ngày đây nó làm cũng chưa có đạt tiêu chuẩn như mấy năm trước. Hy vọng cũng được tháng tới này cũng làm cho nó rất nhiều cho bà con ra cũng kiếm ăn. Nó có 10 bữa nay đây này. Bà con mới làm có. Cũng mừng. Vụ cá nam năm nay, cá cơm ở vùng biển Ninh Thuận xuất hiện muộn hơn các năm trước. Do đó, ngay khi bốc dỡ hàng, các tàu cá lại nhanh chóng chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu để nhanh chóng ra khơi. Đã vào mùa vụ cá nam thì đặc biệt cũng là mùa vụ có cá cơm thì cảng cá Cà Ná đã phối hợp với lại biên phòng để sắp xếp cho tàu thuyền địa phương mình ra vô được thông thoáng và bốc dỡ thịt cò trên bờ thì cảng cá Cà Ná phối hợp với lực lượng biên phòng thì sắp xếp cầu cảng thông thoáng để cho bà con bốc dỡ sản phẩm cho nó đầy hồ và được sản phẩm bảo đảm sản phẩm tươi tốt. Khai thác cá cơm là nghề truyền thống của ngư dân vùng biển Ninh Thuận. Mùa cá cơm không chỉ mang lại cuộc sống no ấm cho ngư dân mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ với mức thu nhập từ 300 đến 500 ngàn đồng một người một ngày tại các cơ sở chế biến các sản phẩm từ cá cơm.